Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Khánh An. Chào mừng tất cả các bạn đến với chương trình Đại tiệc Giáng sinh. Các bạn thân mến, Giáng sinh sắp đến rồi phải không nào? Giáng sinh còn có một tên gọi khác, đó là Noel, là ngày Chúa Giêsu ra đời. Ngày này có rất nhiều các điều đặc biệt, như là được ông già Noel tặng quà, trang trí cây thông Noel, nhìn thấy những chú tần lộc đáng yêu, được đi dạo phố. Trong số đó thì Khánh An yêu thích nhất đó là được ông già Noel tặng cho những chiếc kẹp tóc rất là xinh để cài lên tóc trước khi đi chơi Noel đấy. Còn các bạn nhìn sao? Các bạn yêu thích nhất điều gì vào mỗi dịp Noel? Hãy chia sẻ cho chương trình Đại tiệc Giáng sinh nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình của ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.